Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán bảo dân chúng rằng: Khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía tây, lập tức các ngươi nói rằng trời sắp mưa. Và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió nam thổi đến thì các ngươi nói trời sắp nóng nực. Và sự việc đã xảy ra như thế. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? Tại sao các ngươi không tự phê mình, phê phán điều gì phải lẽ? Thế nên khi các ngươi cùng với đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thỏa với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan tòa, và quan tòa trao ngươi cho lý hình, và lý hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta vừa nghe Thánh Luca thuật lại những lời nhận định của Chúa Giêsu về đám đông dân chúng đang ở trước mặt Ngài đây. Mà trong đó con tin rằng có các thành phần lãnh đạo tôn giáo. Chúa Giêsu nói rằng: Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? Có lẽ Chúa Giêsu nói những lời này sau khi đã nhìn thấy cái khả năng dự đoán thời tiết một cách khá chính xác của những người Do Thái trong cuộc sống hàng ngày. Và con nghĩ thêm rằng khi nói ra những lời ấy là Chúa Giêsu mong ước trong vai trò đấng cứu thế của mình, những người đang có mặt ở đây phải áp dụng cái khả năng mà Chúa ban cho mình đó để có những điều tốt đẹp hơn. Nếu các ngươi có khả năng đọc được dấu chỉ của đất trời, để rồi qua đó các ngươi có được những công việc thích hợp, thì giờ đây các ngươi hãy áp dụng cái khả năng ấy mà tìm hiểu những cái dấu chỉ trong thời đại này, hay ít là ngay trước mặt các ngươi đây, để qua đó xây dựng cho mình một cuộc sống phù hợp với giáo lý và những đòi hỏi của nước trời hơn, vốn là ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn ban cho mọi người. Từ lời khuyên dạy này, con xin được chia sẻ hai điều dựa trên các bài đọc của ngày hôm nay. Điều thứ nhất, trong bóng tối của sự dữ luôn có ánh sáng của Thiên Chúa. Đó là điều mà Thánh Phaolô đã xác tín trong bài đọc thứ nhất, khi người trải lòng ra để nhìn về những yếu kém trong cuộc sống hàng ngày của mình. Người nói rằng: trong cuộc sống của tôi, không phải lúc nào tôi cũng hướng chiều về điều xấu, hướng chiều về tội lỗi đâu, mà trong cuộc sống của tôi rất nhiều khi tôi nghĩ về sự lành, rất nhiều lúc tôi ước mơ về sự thiện. Nhưng rồi
sự lành tôi muốn thì tôi lại không làm, sự dữ tôi hoàn toàn không muốn thì tôi lại làm. Cuộc sống của tôi cũng giống như là một cái cuộc chiến dai dẳng, một cuộc chiến lâu dài giữa cái tốt và cái xấu, giữa sự lành và sự ác, mà phần thắng hoàn toàn không thuộc về sự cố gắng, nỗ lực của tôi, mà do ơn Chúa ban cho tôi. Cho nên Thánh Phaolô xác tín rằng, trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe, chỉ có một mình Chúa Giêsu Kitô mới giúp cho tôi có được cái phần thắng này mà thôi. Thưa anh chị em, kinh nghiệm của Thánh Phaolô sẽ và phải luôn là một bài học lớn cho chúng ta trong đời sống đức tin của mình. Có lẽ sẽ không đúng đâu khi nói rằng tội lỗi của chúng ta là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa. Thế nhưng mà khi quả quyết là ở đâu tội lỗi càng nhiều thì ở đó ân sủng của Chúa càng gấp bội, là Thánh Phaolô muốn cho mọi người hiểu được rằng Thiên Chúa luôn ở bên cạnh những yếu đuối của con người. Và chỉ khi nào chúng ta nhìn nhận những yếu kém ấy trong thái độ khiêm nhường của lòng thống hối, chúng ta sẽ gặp, và chắc chắn chúng ta sẽ gặp được lòng thương xót của Chúa qua sự tha thứ của người. Ước mong rằng những lời của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ nhất ngày hôm nay sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta như là một cái sức mạnh tinh thần giúp chúng ta vững bước trong hành trình sống đạo, sống đức tin của mình. Điều thứ hai là cuộc sống luôn chứa đựng tiếng nói của Thiên Chúa. Trong phúc âm của những ngày qua, Chúa Giêsu đã nhắc đến một thái độ cần thiết phải có đối với những ai đã và đang tin vào nước trời ở đời sau vĩnh cửu. Đó là sống tỉnh thức. Nếu thái độ sống này được áp dụng vào mầu nhiệm sự chết của mỗi người, vốn là một sự kiện luôn xảy đến trong bất ngờ, thì những lời khuyến khích của Chúa Giêsu trong bài phúc âm của ngày hôm nay cho phép con nghĩ rằng lòng nhân từ của Thiên Chúa luôn gửi đến cuộc sống chúng ta những dấu chỉ hữu hình cho cái biến cố bất ngờ ấy. Một đám tang vừa qua, một căn bệnh vừa xảy đến, một chiếc răng rụng xuống cách vô tình, tóc trên đầu mỗi ngày bạc thêm vì tuổi tác, vân vân. Và con nghĩ rằng còn rất nhiều những tín hiệu khác nữa trong cuộc sống mà có thể nói hàng ngày qua các trung gian hoặc là trực tiếp Chúa gửi đến cho mình. Vấn đề quan trọng nhất là chúng ta có nhận ra đó chính là những tiếng nói của Chúa nhắc nhở về cuộc sống và phần rỗi đời đời của mình hay không mà thôi. Thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay, như những lời loan báo ở đầu lễ, là một ngày thật đặc biệt của người Công giáo tại Việt Nam của mình. Ngày ăn chay cầu nguyện cho cơn dịch sớm được kết thúc. Một tác giả nọ viết rằng,
Thiên Chúa thì thầm trong những niềm vui của chúng ta. Người nói vừa đủ nghe trong lương tâm của mình, nhưng người lại la thật to trong những đau buồn của chúng ta. Nếu khiêm nhường trong suy nghĩ và lắng nghe, con tin rằng trải qua một thời gian dài của dịch bệnh, với những nỗi lo sợ bất an, Chúa cũng đã nói với chúng ta rất nhiều điều. Vậy ngày hôm nay, tất cả chúng ta, những người Công giáo trên quê hương Việt Nam này, chúng ta hãy quyết tâm sống trọn vẹn và nghiêm túc việc giữ chay ngày hôm nay, kèm theo các việc làm hy sinh hạ mình, các việc bác ái, theo như Hội đồng Giám mục Việt Nam đã hướng dẫn, để một mặt là cầu xin cho cơn đại dịch sớm được kết thúc, và một mặt cũng là để cầu xin cho những quyết tâm mới của chúng ta trong cuộc sống. Sau khi chúng ta đã nhìn thấy, sau khi chúng ta đã lắng nghe, sau khi chúng ta đã học được những điều mà cơn đại dịch vừa qua đã nhắc nhở, đã dạy dỗ cho chúng ta.